Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Và ngày hôm nay quay trở lại có mặt tại Vĩnh Long quý vị nha. Dân chơi Vĩnh Long về miền Tây thì đừng hỏi rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì quay trường đang có mặt tại nhà chú Võ và xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về một cái bộ dàn âm thanh karaoke hết sức là tuyệt vời quý vị nha. Vừa rồi thì quay trường đã lắp đặt xong rồi. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vào trong nhà chú Võ và tìm hiểu cái dàn âm thanh này nha quý vị. Khung cảnh về miền Tây rất đẹp đúng không quý vị? Ai chả ngoài loa ra thì hoa rất đẹp quý vị nha. Đây thưa quý vị, không làm mất thời gian của quý vị nha. Quang Trường sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về toàn bộ cái hệ thống bộ dàn âm thanh này của chúng ta. Rất nhiều những thiết bị hay nha mọi người. Rất nhiều những thiết bị hay. Và đặc biệt là trong cái combo này của chúng ta thì có rất nhiều những cái thiết bị quan trọng nha quý vị, thiết bị quan trọng. Và đây, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta có một cặp loa đến từ thương hiệu của Việt Nam. Quý vị nha, thương hiệu Việt Nam, Paramax Pro V30. Đúng không ạ, đây mẫu loa full bass 30 bán rất chạy tại Trường Thành Audio trong thời gian qua. Và một chiếc loa sắp hơi bass 40 cũng mã Pro V-Series. Đây là mẫu loa sắp Pro V40 nha mọi người. Và bên đây chúng ta sẽ thấy một chiếc loa rất quen thuộc, đúng không ạ? Paramax D88 Limited. Rất chịu chơi, đúng không quý vị? Chú Võ rất thích thương hiệu Paramax. Nhưng thưa quý vị, để mà chúng ta khai thác được tối đa những cái chất lượng của những cặp loa Paramax này thì không phải quý vị ghép với bất kỳ thiết bị nào nó cũng hay quý vị nha. Chúng ta cần phải có sự nghiên cứu và thử nghiệm. Sau một thời gian chúng tôi thử nghiệm rất nhiều thì chúng tôi thấy rằng với những cái sản phẩm mẫu loa của Paramax thì chúng ta phải đi với những cái thiết bị cao cấp quý vị nha, thì nó sẽ cho ra cái chất lượng âm thanh tối đa, thậm chí còn hay hơn cái giá trị của chính nó cơ. Đây thưa quý vị, trong cái combo này thì chúng ta không thể thiếu được, đúng không ạ, linh hồn của nó là chiếc vang số quý vị này, mixer số, cục đẩy công suất và bộ micro không dây. Đây là những cái sản phẩm có thể nói rằng là cao cấp nha quý vị. Đầu tiên quý vị sẽ thấy một cái sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian qua, đó là chiếc vang số đến từ thương hiệu Vatasa Audio V6 Pro quý vị nha. Đây là một chiếc vang số có thể nói được rằng là bán chạy nhất hiện nay, và nó có cái chất lượng âm thanh rất hay và rất dễ sử dụng, công nghệ hiện đại nhất quý vị nha. Bản thân chiếc vang số này thì nó được sản xuất dựa trên công nghệ dây chuyền của Nhật quý vị này, và nó được trang bị chip DSP của Mỹ 32 bit cho chuẩn âm thanh quốc tế 2Z quý vị nha, chuẩn âm thanh 2Z, và nó được tích hợp giải mã ở bên trong. Cho nên với cái dòng vang số này, quý vị chỉ cần hát trực tiếp từ YouTube hay từ đầu âm thanh karaoke chuyên nghiệp thì nó sẽ cho ra cái chất lượng âm thanh rất hay, không cần phải mua thêm bộ đát ngoài quý vị nha. Và đây là một chiếc vang số thông minh. Chiếc vang số thông minh, quý vị chỉ cần bỏ điện thoại ra, chúng ta tải phần mềm về là chúng ta hoàn toàn làm chủ được chiếc vang số này, từ việc thay đổi tiếng music quý vị này, tiếng micro, tiếng bass, tiếng trung, tiếng tép và hiệu ứng echo, reverb chuyên nghiệp, hay chúng ta chuyển các cái chế độ. Và chiếc vang số này thì nó sẽ có 4 cái chế độ bên ngoài để chúng ta chuyển nhanh. Và trong hệ thống này chúng ta sẽ được trang bị một chiếc cục đẩy công suất cao cấp 4 kênh quý vị nhé, cao cấp 4 kênh đến từ thương hiệu DT Dream Theater của Đức quý vị này. Và đây là mẫu cục đẩy Lion 408. Nhắc đến mẫu cục đẩy này thì chắc chắn rằng với những quý vị nào mà đã theo dõi Trường Thành Audio trong thời gian qua thì quý vị không xa lạ gì cái mẫu cục đẩy này, đúng không ạ? Có một cái thiết kế rất sang trọng quý vị này, hiện đại và đẳng cấp nha. Chiếc cục đẩy đến từ thương hiệu Đức này thì là dòng đẩy 4 kênh, cho nên chúng ta sẽ thấy có 4 cái nút chiết áp quý vị này, chiết áp 1, chiết áp 2, chiết áp 3, chiết áp 4, kênh ABCD, và được trang bị một cái màn hình quý vị này, hiển thị nhiệt độ của kênh A, kênh B, kênh C, kênh D, và cái chế độ chúng ta chơi ví dụ như là Stereo này, hoặc chế độ chập kênh Bridge này, hoặc là Parallel để chúng ta chuyển align từ kênh A sang kênh B. Với chiếc cục đẩy công suất này thì nó được trang bị mức công suất là 600W trên một kênh. Kênh A thì đang đấu loa Pro V30 về loa trái quý vị nha. Kênh 2 chúng ta đấu loa phải, và cặp loa D88 thì chúng ta lấy đường loa center, và chiếc loa sắp Pro V40 thì hiện tại Quang Trường đang đấu ở kênh số 4. Và bên trên này thì chúng ta sẽ thấy ngay được bộ đầu thu micro cũng đến từ thương hiệu Vatasa T500 quý vị nha. Có thể thấy được rằng là
Với cái bộ micro này thì nó nằm trong cái phân khúc cận cao cấp nha quý vị, giá rất tốt và đặc biệt là cái khả năng thu âm rất tốt, hát cực kỳ nhẹ và âm thanh rất là sạch quý vị nha. Nó chống hú rất là tốt. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái đầu thu của dòng T500 thì nó rất là sang trọng. Và những cái cấu hình này thì trong thời gian qua tại trường thành audio thì luôn luôn cháy hàng quý vị ạ. Khi chúng ta ngoài cái chất âm hay ra thì quý vị có thể nhìn thấy đúng không ạ, ba thớt này, từ cục đẩy này đến vang số đến ở bộ đầu thu micro thì nhìn nó rất là sang trọng quý vị ạ, sang trọng, thể hiện được đúng cái đẳng cấp, cái giá trị của nó. Thưa quý vị, là với toàn bộ cái hệ thống này thì như vừa nãy Quang Trường đã giới thiệu từng thiết bị cho quý vị rồi, đúng không ạ? Từ cục đẩy công suất cao cấp quý vị này, đến từ thương hiệu DT của Đức Liền 408 này, rồi chiếc vang số cao cấp Vatasa V6 Pro, rồi bộ micro không dây Vatasa T500. Thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm cao cấp đó thì chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ được một cái hệ thống dàn âm thanh. Thì khi đó cái cặp loa Paramax Pro V30 của chúng ta quý vị này, rồi chiếc loa sub Pro V40 và một cặp loa Paramax D88 Limited thì chúng ta sẽ khai thác được tối đa cái chất lượng âm thanh của hệ thống này. Đặc biệt là quý vị hát sẽ rất hay quý vị nha. Không bao giờ quý vị sợ hú mic này, tiếng mic sẽ tròn, chắc tiếng, dày và cái hiệu ứng echo reverb cực kỳ chuyên nghiệp. Với cái hệ thống Vatasa V6 Pro này, chiếc mixer số này thì chúng tôi sẽ cài đặt sẵn cho quý vị 4 chế độ để chúng ta lựa chọn nhé. Ví dụ như chế độ 1 là tổng hợp quý vị này, kết hợp hài hòa giữa echo và reverb chuyên nghiệp. Và chế độ thứ 2, chúng ta có thể chơi với chế độ reverb chuyên nghiệp, chúng ta không cần nhiều echo. Và chế độ thứ 3 là chúng ta hát giống với âm ly nha quý vị, giống với những chiếc âm ly truyền thống, rất nhiều echo, delay rất nhiều đúng không ạ? Với những quý vị nào giọng hụt hơi thì chắc chắn rằng chúng ta hát vào cái hệ thống này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ. Và chế độ thứ 4 là chúng ta có thể kết hợp giữa nhiều reverb một chút và kết hợp với một ít delay để cho những quý vị nào mà chúng ta muốn tập hát giống với ca sĩ chuyên nghiệp thì chúng ta luyện tập bởi cái chế độ 4. Và bây giờ nhá, chắc chắn rằng quý vị rất là nóng lòng đúng không ạ, để chúng ta bắt đầu trải nghiệm cái chất lượng âm thanh thực tế của chúng ta, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trải nghiệm qua một đoạn nhạc để chúng ta cảm nhận về cái chất lượng âm thanh nha. Khi chúng ta kết hợp với rất nhiều thiết bị cao cấp với cái hệ thống của Paramax, và sau đó thì Quang Trường sẽ alo thử tiếng micro. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ alo thử tiếng micro để cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận nha. Đặc biệt là sau khi chỉnh với chiếc micro Vatasa T500 này thì chúng ta hoàn toàn tự tin, bởi vì cái tiếng của nó rất hay quý vị nha, tiếng rất thật êm và nó ấm, nó rất là dày tiếng, tiếng tép nó rất là nhẹ. Đây quý vị cùng nghe nha. Với cái chế độ này thì Quang Trường để cái mức độ hiệu ứng echo reverb là cái chế độ 3 quý vị nha, chế độ 3. Đó, chúng ta cùng cảm nhận nha. 1 2 5 6 7 Alice. Alo. 1 2 5 6 7 Alo. Alo. 1 2 6 7 Đêm bao lá vàng đốn thư tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi. Và đặc biệt là với những quý vị nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm của Paramax, đặc biệt là về những cái dòng loa của Paramax mà chúng ta muốn khai thác tối đa cái chất lượng âm thanh của dòng loa này, thì quý vị hãy liên hệ với trường thành audio nha. Chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn rất nhiều giải pháp tư vấn chuyên sâu nhất để làm sao quý vị sẽ có được một chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất của những cái dòng loa Paramax quý vị đang có hoặc sắp tới muốn mua sắm, thì chúng tôi sẽ đưa ra rất nhiều giải pháp
tốt nhất tối ưu hóa cái mức độ đầu tư cho quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem rất nhiều những cái sản phẩm trên hệ thống website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio, trườngthanhaudio.com, hoặc quý vị có thể liên hệ qua hotline là 081-736-5555 và 058-679-8888 để đội ngũ kỹ thuật của Trường Thành Audio tư vấn chuyên sâu cho quý vị và các bạn hoàn toàn miễn phí quý vị nha. Nếu quý vị cảm thấy video hữu ích thì hãy like, subscribe, tức là đăng ký kênh, share kênh, ủng hộ Trường Thành Audio nha. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong video lần tới. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.